tối nay đi xã với em được không? À, tối nay anh bận rồi. Anh bận chuyện gì vậy? Anh có thể nói cho em biết được không? Không, ba cái chuyện riêng tư đó mà. Nhưng mà chuyện riêng của anh là chuyện gì? Thôi, cái chuyện này nói sao nha, nói ra lộ hết bí mật thì sao? Anh Nam, anh tính tỏ tình với ai phải không? Sao em biết? Anh tỏ tình với ai vậy? Bí mật. Anh cười gì? Không có gì, thôi vô làm việc tiếp nha. Bạn qua phòng họp sắp xếp, bật máy giùm chị nha. Sẵn chuẩn bị một ít trái cây luôn. Dạ. Công nhận nhìn tốt quá nghe. Tốt lắm. Anh thấy cũng được đó. Cũng được quá ha. Ăn mừng đi. Tốt. Hoan hô tất cả các bạn. Quý 2 chúng ta đã vượt chỉ tiêu 20% và tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Xin tuyên dương các bạn ở phòng kinh doanh, đặc biệt là Kiều, Dũng và Bảo Nam. Việc tiếp theo, tôi sẽ triển khai với các bạn quy định mới nhất đối với hàng xuất đi Nhật và một số thay đổi trong việc khai hải quan qua mạng. Anh xem lại các số liệu này giùm em nha. Được rồi, cứ để đó, tài đạo một là tốt. Minh Thư, chợ này nhìn lạ quá đúng không? Anh thấy sao? Nhẫn đẹp quá. Tòa này nè, sau khi mẹ em đi vòng qua
thì em biết chỗ này. Sau đó thì em bắt đầu trôi tâm lý, rồi kế tiếp thì em cứ diễn bình thường thôi. Đoạn này thì em cứ giữ tâm lý bình thường thoải mái, không có gì phải gò bó hết. Đúng rồi. Rồi, vậy nha, cố lên, thoải mái đi, thoải mái. Rồi, mình chuẩn bị nha. Ừ. Ê, tôi nghe điện thoại chút nha. Ok, ông đi đi, để tôi. Rồi, bắt đầu cho mọi người. Nãy giờ mọi người cũng nghe rồi đó. Cứ diễn xuất y như là đạo diễn nói nha. Cứ tự nhiên lên, đừng có gò bó mình quá. Alo. Alo. À, hôm nay anh quay về hơi trễ đó nha. Anh tính dậy sớm không được hả? Em muốn gặp anh sau 5 giờ. Anh quay xong lúc nào thì về lúc đó. Thôi không cần đâu. Sinh nhật em tự thổi nến một mình. Vậy hả? Ừ, thôi được rồi, anh sẽ về sớm. Hẹn ở đâu em? Vậy em sẽ nhắn tin cho anh sau nha. Ok, anh biết rồi. Phải vậy chứ. À, mẹ. Tối nay mẹ có công việc phải ra ngoài một chút. Con ở nhà ngoại chơi nghe. Ủa, mẹ đi đâu vậy? Mẹ đi nhanh thôi, mẹ sẽ về liền. Mẹ nhớ về sớm nha. Vô nhà đi con. Dạ. Mẹ ơi, con về rồi. Mẹ đang ngoan, định rồi hả con? Cậu Lâm ơi, cậu chở con đi siêu thị nha. Hôm nay cậu Lâm làm tội tội mới về con nè. Vậy hả mẹ? Chờ mẹ con mới qua. Ừ, buồn chứ, cậu Lâm đi quay rồi. Vì hôm nay con có việc nên mẹ coi bé Na giùm con nghe. Ừ, con có công việc thì con cứ đi đi. Để bé Na trở về mẹ được rồi. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật em. Ủa, sao em không vui vậy? Đâu có đâu. Em rất vui mà. Nhưng mà em thắc mắc. Lặp lại làm sao á? Anh vừa đẹp trai, vừa ga lăng, vừa tốt bụng. Làm sao? Tới giờ vẫn chưa có bạn gái ta. Thì là lý do thì em cũng biết rồi. Anh nghèo mà. Ủa? Em thấy gia đình chị Hân cũng khá giả lắm mà. Bộ chị không đầu tư chút nào cho anh sao? Đầu tư cho anh? Ừ. Chẳng hạn như cho anh tiền làm phim. Đó, anh mới kiếm lời. Anh nói cho em nghe nè, cuộc sống của anh thích sống tự lập. Đây, đây là bánh anh tặng cho em khui ra đi. Thôi. Sao vậy? Cái bánh to vậy, mà hai người ăn, sao hết? Hay là anh mời chị Hân tới, ăn chung cho vui anh. Bây giờ, chị Hân phải lo cho bé Na ăn uống rồi. Anh này thiệt là, thì em rủ hai mẹ con luôn. Chính xác. Ok. Ok. Nhưng mà anh nhớ nói á, là anh đi một mình thôi nha. Tại vì á, em muốn dành cho chị ấy sự ngạc nhiên. Với lại em không muốn chị phải chuẩn bị quà sinh nhật cho em. Ok, yên tâm. Alo. Chị nghe nè. Chị hả? Chị có rảnh không vậy? Em về được thì về liền đi. Bé Na mới vừa về đó. Ủa bây giờ chị có rảnh không? Em đang ngồi ở trung tâm thương mại nè, Vivo nè. Chị chạy bé Na ra được không? Em ngồi đó với ai vậy? Em ngồi con mình à. Chị phải đi công chuyện rồi. Dạ. Chị bận công chuyện rồi hả? Chị bận công chuyện như vậy? Chị sẽ kể em sao? Em sắp xếp được thì về sớm nha.
bé Na đang đợi em đó. Dạ. À, nhớ dắt bé Na theo luôn nha. Được thôi, dạ dạ. À chị, vậy chị chờ bé Na tới đây nha chị. Được rồi, ok. Chị bận rồi, cho nên chị chờ bé Na ra đường thôi à. Được mà, em thích con nít lắm á. Ờ, được ha, ok. Đẹp không, đẹp không? Đẹp. Chứ sao, anh lựa mà không đẹp sao được. Hay là chụp hình đi. Thì sao, chụp hình không? Chuẩn bị. Rồi chưa? Ngoài xứ nha. Hả? À, con đi đâu vậy? Con có chuyện quan trọng quyết định cuộc đời con. Con đi với đám bạn hôm trước đó hả? Dạ không, mẹ yên tâm đi. Thôi con đi đi, nhớ về sớm đó nha. Dạ con biết rồi. À, mà về sớm chi vậy mẹ? À, không có gì, mẹ chỉ dặn theo thói quen thôi mà. Trời ơi, con lớn rồi chứ đâu có còn nhỏ đâu mà mẹ cứ dặn đi dặn lại hoài. Mẹ nhớ rồi. Con trai của mẹ lớn rồi, dạo này ít ở nhà nói chuyện với mẹ lắm nha. Mà thôi, bây giờ con sẽ kể mẹ sau chuyện này nhé. Giờ con phải đi rồi, mẹ chúc con chiến thắng đi. Chúc con chiến thắng. Cảm ơn mẹ. Ok, con chào mẹ con đi đây. Rồi qua đây, ngồi xuống. Chào con. Hôm nay sinh nhật cô hả? Đúng rồi. Con thích ăn bánh kem không? Dạ thích. Hàm ăn quá nha. Rồi, thôi bây giờ cậu sẽ bắt đầu khui bánh. Đây, chờ một chút nha. Rồi. Bánh kem đẹp quá. Đẹp ha. Rồi xong, đến đâu, cắm lên, đến. Rồi bé Na phụ cậu nha. Giỏi đó. Mở được không, cô mở cho. Dạ. Rồi xong rồi. Xong rồi. Biết thiếu gì nữa không, đốt đèn cầu nguyện. Sao có một cái nến vậy? Một cái nến đại diện thôi, hỏi nhiều quá, sinh nhật con hả? Rồi bây giờ mình hãy hát bài Happy Birthday đi. Chính hát xác. Cho mình phải thổi. Mình phải ước cho mình mới thổi nữa. Nè, cô tôi thổi trước, cô thổi sau đó nha. Rồi bây giờ mình hát trước đi. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Rồi bây giờ cầu nguyện nha. Yeah. Rồi, thổi ha. Rồi, 2, 3. Rồi cắt bánh chưa? Ừ, cắt đi. Sao cũng còn nhiều quá vậy? Cho cậu miếng coi. Không. Nhớ nha, không cho cậu ăn nha. Ủa, không có chứ bộ. Thôi kìa. Hai cậu cháu này dành ăn với nhau quá. Vô. Thôi bây giờ mình ra công viên chơi đi ha, được không con? Được á nha. Đi. Đã được. Qua đây. Đi. Đi thôi. Thôi.
cửa nha. Chú Lam, nhanh lên. Thư nè, hình như ra công viên thoải mái hơn ha. Đúng là ra công viên thoải mái thiệt á ha. Mai mốt mà có thời gian á, anh dẫn em với bé Na ra đây chơi thường xuyên đi. Thoải mái đầu óc ghê luôn á. Minh Thư, tối nay sinh nhật có vui không? Vui. Nhưng mà rồi lát nữa còn vui hơn nữa. À, anh có biết bây giờ chỗ nào mà vui chơi mà mình quậy thiệt là đã không? À, không có được. Có bé Na sao mà đi ba được. Em nói giỡn thôi. Mà kem này ngon quá. Nhưng mà bây giờ em ăn sắp hết rồi. Hay là anh mua cho em thêm ly nữa nha. À, thèm kem đúng không? Ok, anh sẽ đi mua. Mà khoan từ từ, để hỏi bé Na ăn không đã. Bé Na ơi, bé Na. Bé Na. Ủa đâu rồi? Con đây nè. À, dám hù cậu ha. Muốn cậu mát mẹ con không? Dạ không. Giờ sao? Giờ muốn ăn kem không? Hả? Dạ muốn. Ok. Yeah. Rồi đi nha, ở đây với nó ha. Nhớ cái trường nó đó, cậu đi nha. Dạ. Bé Na. Bây giờ á, còn có muốn đi chỗ nào khác chơi không? Đi đâu mà vừa vui vừa mát á? Cô á, có một chỗ này nè, vừa vui nè, vừa mát nè, mà còn có nhiều trò chơi nữa. Hay giờ mình đi không? Con thích không? Nhưng mà còn cậu Lam, cậu đi mua kem rồi. Mình đi ra ngoài đó, mình chờ taxi trước đi. Rồi lát nữa, cậu Lam ra sao? Ok. Ok. Vậy mình đi ha. Đi. Nè, kem của em nè. Bao nhiêu vậy? 15 ngàn nha. Đợi chị chút gì có tiền nha. Dạ. Rồi cho chị gửi, cảm ơn em nha. Cảm ơn chị. Chị ơi, cho em 3 hộp kem. Một hộp là vani, 2 hộp là sô-cô-la. Rồi, có liền. Taxi. Ủa cô Thư, cậu Lâm đâu rồi? À, cậu Lâm mới nhắn tin nói với cô là hai cô cháu mình ra đó trước đi. Rồi cậu Lâm ra sao? Đi á. Dạ. Con có thích đi sắm đồ không? Cô dẫn con đi sắm nha. Ủa sao kỳ vậy? Cô nói là đi chơi bowling mà. Không, con không đi sắm đồ đâu. Đồ con nhiều lắm rồi. Vậy thôi. Vậy thì mình đi chơi bowling. Rồi vô khu chơi game ha. Dạ.
Ủa đâu rồi ta? Thư ơi, Na ơi. Na Thư ơi. À, anh gì ơi, hả? Hồi nãy anh có thấy một cô gái mà cao trường này nè, đi với lại một bé gái khỏi trường này luôn, ở quanh đây không? Không, không thấy. À, dạ, cảm ơn. Mình đi con. Alo, chị nghe nè. Alo, chị Hân hả? Dạ chị ơi. Ủa, bé Na về nhà chưa chị? Cái gì? Em nói vậy là sao? Dạ, tại vì em đi mua kem rồi quay lại không thấy bé Na đâu hết á. Sao em lại để cháu một mình? Dạ, đâu có đâu chị. Có Minh Thư đi chung với Na nữa. Minh Thư? Sao lại có Minh Thư ở đây? Dạ, tại vì hôm nay sinh nhật của Minh Thư, với lại Minh Thư muốn tụi em đi chung cho nên em mới rủ bé Na đi chung luôn. Nếu vậy thì làm sao mà có chuyện đi lạc được? Minh Thư lớn rồi mà. Dạ đúng rồi chị ơi, nhưng mà em đi lạc với Minh Thư không được. Sao kỳ vậy? Em đợi chị một chút nha. Dạ. Dạ không có chị ơi, tụi em chỉ ra công viên rồi Minh Thư muốn ăn kem rồi em đi mua kem xong rồi quay lại không thấy ai ở trường á. Em đang ở đâu vậy? Dạ bây giờ em đang ở công viên gần nhà mình nè. À đúng rồi, em đang ở công viên gần nhà nè chị. Dạ đến đó chào chị đi. Chị tới liền nha chị. Dạ trời ơi, cầu trời cầu phật. Cô ấy sẽ tới. Mình hiểu tình cảm của cô ấy. Cô ấy không phải là kiểu người bị dư luận khuất phục. Khi thật lòng đã có tình cảm, cô ấy sẽ sẵn sàng thừa nhận, không giấu giếm. Mình rất hiểu cô ấy mà. Gọi đi chị. Trời ơi, cầu trời. Sao rồi chị? Không liên lạc được, điện thoại tắt nguồn rồi. Dạ, thôi, chị cứ bình tĩnh đi. Hay là, đúng rồi, em nghĩ là chắc Minh Thư đưa bé Na đi đâu đó chơi thôi. Chứ em nghĩ là không có chuyện bắt cóc gì đâu. Với lại hả, Minh Thư người lớn rồi, không có lý gì mà bắt cóc hết đó. Chị đừng có sợ quá. Cầu trời cầu Phật. Chị, anh Hân tới kìa. Em, sao rồi em? Vẫn chưa có tin tức gì hả? Em không biết chuyện gì hết. Em không biết bắt đầu từ đâu hết. Em à, thôi em bình tĩnh đi. Anh nghĩ là không sao. Nếu mà vẫn chưa thấy gì thì mình chia nhau ra tiền. Còn đêm nay không thấy gì thì mình báo công an. Hai đứa đi qua đường, bị tai nạn.
Mà ta bạn ở đây thì phải xôn xao chứ, làm em phải biết chứ. Dạ chắc chắc không có chuyện đó xảy ra đâu chị. Em xin lỗi chị. Dạ không có chuyện đó đâu chị. Chắc không có gì đâu chị. Chị bình tĩnh đi. Em đừng có nói cho mẹ biết để mẹ lo lắng. Dạ em biết rồi. Em không gọi cho mẹ đâu. Dạ thôi đừng có rối, chia nhau ra tìm đi. Dạ anh tìm hướng này, còn em và Lâm vô bệnh viện tìm đi. Dạ 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 em đi liền. Rồi đi nha. Không có gì hết, chỉ là đồng nghiệp thôi. Vậy tối nay mẹ con đi đâu con có biết không? Dạ không mẹ. Ủa sao cậu Lâm đi lâu quá vậy cô? À cậu Lâm á vừa mới nhắn tin cho cô, nói có hẹn với mấy người bạn ở ngoài quán cà phê rồi. Thôi bây giờ tới cô chơi ha. Coi nè. Sao rồi cô? Bác sĩ còn đang cấp cứu, có gì tôi báo cho anh ơi. Dạ, chị cảm ơn cô. Em hỏi, mà có tiếp nhận ca cấp cứu nào mà bé gái nhỏ nhỏ mặc cái đầm chục mít cây màu vàng dạ, đó chị? Dạ, cho cái này này chị. Không, không có. Dạ, dạ, chị nhớ kỹ lại giùm đi chị. Tôi nhớ kỹ lắm rồi, không có. Giờ sao? Thôi, bây giờ mình đi tìm chỗ khác đi chị. Đi chị. Cô ơi, phim này có hay không? Cô cũng chưa xem, không biết nữa. Nhưng mà cô thấy á, chậu lời quảng cáo cũng hay lắm á. Vậy hả cô? Thôi, uống đi, rồi mình đi. Dạ. Lấy cho anh cái combo này nha, giờ đang có chương trình khuyến mãi. Quá đã luôn, phim hay quá trời luôn. Thôi, chơi vậy đủ rồi. Ủa cô, mấy giờ rồi? Đợi cô một chút nha. Dạ. Anh gửi tiền nè. Dạ cảm ơn anh. Chị ơi, có gì không chị? Điện thoại em hết pin rồi. Chị có thể cho em mượn điện thoại gọi về cho chồng em tới đón em được không? Dạ, ok chị. Mình dỗ dàng quá chứ. Cô ấy chưa chuẩn bị tinh thần sao? Tình cảm chưa đủ lớn sao? Hay là cô ấy không yêu mình? Không phải. Mình đọc được tình yêu từ đôi mắt cô ấy mà. Trời ơi, hai đứa nó kìa. Nè,
Vy Lan, con đi đâu vậy? Con có biết là ba mẹ với cậu đi tìm con quá trời không? Mẹ, con có sao không? Em xin lỗi chị Hằng nha. Con. Nhưng mà em có nhắn tin cho anh Lâm mà. Anh có nhận được tin nhắn nào đâu. Anh mở điện thoại của em ra coi đi. Nhưng mà nó hết pin rồi. Em gửi tin nhắn xong là hết pin luôn á. Lúc anh đi mua kem á, em tính là rủ bé Na trước, sau đó gọi điện thoại anh tới sau. Xuất chiếu lúc 8 giờ, mà lúc đó là 8 giờ kém 15 rồi. Với lại anh nói là anh không thích mấy cái phim mà hay sử dụng kỹ xảo. Ai ngờ đâu, mới vừa tới rạp là điện thoại hết pin à. Em có biết á, là cả nhà anh, cả tối về bị đố lên không biết phải làm sao không? Sao lại trách em? Là đi chơi thôi mà. Anh làm như là em bắt cóc bé Na, em hại bé Na vậy đó. Thật ra anh không hiểu gì em hết á. Anh nói gì thôi mà em cũng giận nữa. Minh Thư à. Thiệt tình. Minh Thư, có gì thôi cũng giận nữa. Con xin lỗi ba mẹ. Con đã làm ba mẹ lo lắng gì con? Chuyện qua rồi. Thôi, con ngủ đi. Lỗi là cũng ở mẹ nữa. Con xin lỗi mẹ. Mẹ dặn con nè. Từ nay trở đi, con chỉ được tin và nghe lời mẹ, ba và mẹ thôi. Còn lại tất cả mọi người, kể cả cậu Lâm nữa, con phải suy xét và phán đoán nữa. Con hiểu không? Em. Nè em. Sao em nói gì với con được? Em nói vậy con, nó mất lòng tin vào mọi người thì sao? Chuyện này ngày mai mẹ sẽ giải thích cho con rõ hơn. Còn bây giờ con ngủ đi. Dạ. Ngủ đi con gái. Sữa nè. Ừ. Con, từ từ thôi. Làm cái gì mà uống nhanh dữ vậy? Nam, kể cho mẹ nghe coi. Chuyện quan trọng hồi tối con định nói cho mẹ là chuyện gì? Thôi mẹ, bây giờ thì không còn gì để kể nữa. Nhưng mà mẹ muốn biết con gặp chuyện gì. Ừ. Mà sao thần sắc của con hôm nay giống như kẻ bại trận vậy? Mẹ nói đúng đó. Con lại kẻ bại trận mà. Thua thê thảm rồi mẹ. Nhưng mà con phải kể cho mẹ nghe. Chuyện đó là chuyện gì?
Mẹ à, tướng bại trận thì không cần phải kể chuyện gì hết. Con chừng này tuổi rồi, chẳng lẽ là con phải khóc trong vòng tay của mẹ như đứa trẻ lên ba hay sao chứ? Nhưng mà mẹ cần biết chuyện đó là chuyện gì. Thôi đi, mẹ đừng có làm phiền con nữa. Coi kìa, Nam, Nam. Bảo Nam. Anh có thể ra ngoài nói chuyện với em không? Trò chơi của chị đã kết thúc. Tôi không còn là trò chơi của chị nữa. Có chuyện buồn gì hả? Tối nay á, anh đi chơi với em nha. Chỗ tôi đang làm việc, đừng có làm phiền tôi.
xin lỗi, chú Quang. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cẩn thận nhé.